Hôm qua mày ăn mấy bát cơm? Hôm qua em ăn 3 bát cơm chị ạ. No không? No, siêu no luôn, trời ơi, về đêm không muốn ăn nữa. Bình thường mà bọn mày đi ăn một suất cơm một tế là suất ăn ở đây có nhiều hơn không? Có như 25 nghìn là được, là khoảng một bát, một bát cơm ở đây. Đó, thế bình thường có xin thêm cơm được không? Không, xin thì thêm tiền chị. Dũng ơi, hôm qua Dũng ăn mấy bát? Hôm qua em ăn 4 bát. Còn no không mày? Dạ. Còn no không? Siêu no. Thế bình thường nếu như là chị nấu ít cơm thì mày sẽ, mà mày vẫn có đói thì mày sẽ làm gì? Có một khoảng thời gian mình ăn rất là ít, nhất là cái hồi mà Phích còn nhỏ và nó còn ăn cháo ấy, thì thường là mình chỉ nhịn và uống nước qua ngày thôi. Có một hôm mình cảm thấy rất là thèm cơm và sau đó là mình nấu một mâm cơm rất là thịnh soạn. Khi mà mình bày ra bàn và ngồi trước gương thì mình khóc và không ăn được nữa, kiểu không chấp nhận được việc mà mình phải sống một mình ấy. Đó là lý do mà cho đến sau này mọi người cũng biết đấy, trong tất cả những mâm cơm của mình đều có bạn bè, cho đến bây giờ cũng thế thôi. Những ngày mà bạn bè mình bận ấy thì thường là mình sẽ ăn mì, ăn cháo hoặc là ăn bất cứ một cái món gì đó mà có sẵn, chứ mình rất là lười nấu cơm và mình thấy sợ những mâm cơm mà chỉ có hai mẹ con. Mình thì không giỏi nấu cơm một tí nào, cũng toàn là phải học trên mạng thôi. Mấy em này thì cũng mới làm việc với mình thôi, gắn bó với nhau khoảng 2 đến 3 tháng, có đứa lâu hơn thì làm được 4-5 tháng gì đấy. Lương mỗi đứa đi làm part time ở đây cũng chỉ được có 2 triệu, hơn 2 triệu một tháng thôi. Thì có tụi nó ăn cùng mình cũng cảm thấy vui vẻ hơn này, cũng là một cách mà mình cải thiện được cái tay nghề nấu ăn của mình nữa. Tất nhiên là sẽ có những bữa ngon hoặc không, nhưng mà mình thấy là quan trọng nhất nhờ những bữa ăn này bọn mình có thể kết nối và xây dựng một cái tình cảm vững chãi hơn. Còn các bạn ấy không phải đi ra ngoài ăn nhiều thì biết đâu cuối tháng lại mua được thêm cái áo mới. Chỉ là những nhật ký nhỏ mỗi ngày của chị em mình thôi, nên là mọi người xem video giải trí với bọn mình nhé. Vui vẻ nha.